Ừ. Dạ con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ sếp Nhật Quỳnh. Dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 338. Giác thà pít mù lê anubat đa quê đa hê chinh nô bí rút cô bú ná rê quá rù há tí e quang bí tàn hằng anu sa dê anu này anu ha tê nip bát ta tí đúc kha mi yang bú ná bú năng. Như cây bị chặt đốn gốc chưa hại, vẫn bền ái tỳ miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cây kia dẫu bị chặt rồi, còn nguyên chùm rễ vẫn chồi nảy lên, nếu chưa nhỏ ái tùy miên, muộn sầu sanh mãi tương duyên tương tồn. Cây kia dẫu bị chặt rồi, còn nguyên chùm rễ nảy chồi lớn mau, nếu chưa diệt ái ngủ sâu, nó còn sống mãi khổ sầu sống theo. Của Hòa Thượng Giới Đức. Xin Nhật Quỳnh ơi, vậy mình đọc tóm tắt hay là mình cũng đọc tóm tắt? Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. À, con à, kính à, à, mời à, mời đạo tràng cùng với con giữ tâm thanh tịnh hướng về ngôi Tam Bảo, cùng với con à, thỉnh Pháp Sư nguyện tịnh đọc phần tiếng Việt nha. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mộc đẳng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tán mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh, Phật lặng thinh tỏ ý nhân lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc uyển ngài dời chân sang, chuyển pháp luân độ hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 năm hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn muôn năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bố Tha Giá. À, con đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con thành kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hôm nay lại đến phiên chúng con sắp đến mùa dân y đây, và chắc thời pháp này cũng các ngài cũng sắp nghỉ. Và trước khi vào đề pháp thì chúng ta lại nhắc lại rằng chúng ta hãy quay về khoảnh khắc này,
Tham ái cũng chỉ tham ái về âm thanh đã qua rồi, và cái cảm giác được nghe cái âm thanh đó. Tham ái về cái màu được thấy và cái cảm thọ sanh khởi xuyên qua cái thấy. Đó là 36 dòng ái ẩn tàng ở sau cái thấy cái nghe này thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ được các pháp thì tâm của chúng ta tỉnh thức. Và hãy nhớ rằng không có một cái con người nào ở trong kiếp sau, và quá khứ cũng chưa từng có ai, và hiện tại cũng chỉ có các pháp, tâm, tâm sở, sắc pháp. Chỉ có đối tượng và cái đang kinh nghiệm đối tượng. Và tứ đại thì nó có rất nhiều hình thức, chế định khác nhau. Mỗi người thích màu này, người thích màu kia. Và tất cả những cái câu chuyện tham ái hay là chúng ta bàn luận gì thì cũng chỉ dựa trên những cái màu sắc, âm thanh, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Cuộc sống dầu tái sanh bao nhiêu kiếp nữa thì nó cũng chỉ kinh nghiệm các cái tứ đại, xấu tốt, đẹp xấu gì thì nó cũng chỉ là tứ đại. Phân cũng là tứ đại, nước tiểu cũng là tứ đại, hoa là tứ đại, con người là tứ đại, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy là tứ đại, âm thanh là tứ đại. Chúng không có thuộc về bất cứ một ai cả. Chúng chỉ là pháp. Không có ai ở đây và trong mọi thế giới cũng không có con người, mà chỉ có các pháp do duyên sanh. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này là gì? Ví dụ chúng tôi nói, có người nghe, có người giận dữ, thì cái đang giận dữ đó chính là khoảnh khắc của bạn. Cái mà bạn đang nghe là khoảnh khắc của bạn. Cái mà bạn hiểu biết, mỗi người mặc dầu từ một cái âm thanh phát ra, nhưng người này đang cái trí tuệ đang sanh, người kia thì đang bực mình, cái người kia thì đang phiền não, cái người kia thì đang bỏ đi. Tất cả những khoảnh khắc đó đều chỉ là tâm, các cái trạng thái của chúng sanh khởi và hoại diệt. Hãy luôn luôn quay về khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm. Bạn sẽ biết ái ở đâu và con đường đoạn diệt ái ở đâu. Bây giờ thì chúng ta xin vào cái bài pháp này. Trước khi vào bài pháp, chúng con niệm ơn Đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang aphivademi sakkhato phagavata thammo thammang namassami supatipanno phagavato savaka sangho sangham namassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Thế Tôn, bậc toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã thực sự bẻ gãy bánh xe lên sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn trong dòng pháp, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và có được đầy đủ duyên lành để chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thất Bà, Xuất Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả cư dân ở miền Trung đang bị lũ lụt thiên tai. Mong cho các vị ấy có được sự giúp đỡ và khởi lên những thiện pháp. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và phát triển được con đường tứ thánh đế ngay trong đời sống của mình. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 339 của phẩm ái, ái dục. Trước khi vào con xin đọc cái câu kệ này, Bali ạ. Yassa chattin sati sota mana passa vappa phusa vaha vahanti đức đít thình sang cấp ba raga nisita. Nghĩa việc được ngài dịch là đối với người nào mà 36 dòng chảy trôi theo điều thích ý và mạnh mẽ thì những suy tầm lệ thuộc vào tham ái sẽ là những dòng lưu chuyển cuốn trôi kẻ có quan điểm sai trái ấy. Yassa chattin sati sota madhya passa vana phusa. Cái từ yassa này chúng ta đã học biết rất là rõ rồi. Từ yassa này cái nguyên mẫu của nó là giá. Đó là một trong cái câu kệ này nó là đại đại từ quan hệ nam tánh. Ở đây chi theo sở thuộc cách nên là nó được gọi là yassa. Nghĩa của đó là đối với hay là của người nào hay của ai đó. Của người nào hay của ai đó. Chất tinh sắc tí. Chất tinh sắc tí. Chát. Nó là một cái hợp từ chát cộng với tinh sắc tí. Chát ở đây là số đếm chỉ cho số 6. Số 6. Còn tinh sát tí nữa, nó cũng là số đếm là 30. Như vậy cái chá này nó đứng ở đằng trước, chứ tinh sát tí nó gọi là 36. Vậy ở đây gọi là 36 dòng ái. Vậy 36 dòng ái. Quý vị có biết ái ở đâu không? Nháy mắt cũng đã có ái rồi. Mở mắt muốn nhìn cái gì đó đẹp cũng là ái rồi. Không muốn cái âm thanh khó chịu đó cũng là ái rồi. Và muốn cái sự bình an, yên tĩnh, tâm êm êm đó cũng là ái rồi. Vậy là ba cái cảm thọ này, với lại ái cái gì? Ái về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy thì 36 dòng ái hay là 108 ái thì chúng ta căn cứ vào các thọ lên là có cái bài kinh Đức Phật thuyết về hai thọ, thuộc về thọ thuộc về thân, thọ thuộc về tâm. Rồi ngài thuyết về ba thọ là thọ hỷ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ phi khổ, phi lạc. Rồi ngài thuyết về năm thọ là gì? Là thọ khổ, thọ lạc, thọ u, thọ hỷ, thọ xả. Ngài thuyết về sáu thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Ngài thuyết về 18 thọ là ba mắt liên quan tới. Khi chúng ta nhìn có thể xúc nó làm cho thọ u, rồi xúc từ cái nhìn đó nó làm riêng. Nên là có những lúc chúng ta nhìn cái cảnh đó, mặc dầu là cái tâm thấy mà nó thấy cái đối tượng thị giác đó nó là thọ xả, nhưng mà cái nhìn đó, sau cái nhìn đó một cái quả đó, thì có cái quả đó có thể là cái quả mặc dầu cái cảnh đó và cái tâm thấy là cái thọ xả, nhưng mà cái cảnh đó sau cái thấy đó nó làm duyên cho thọ u, hay là nó làm duyên cho thọ hỷ, hay là nó làm riêng cho thọ xả tiếp theo nữa. Như vậy thì con mắt và đối tượng thị giác với cái thấy sau khoảnh khắc nó có thể làm riêng cho ba thọ. Nên là từ cái sáu căn này mà nó trở thành 18 thọ. 18 thọ đó
Đó, nhân mới hai. Đó là thọ thuộc về thân và thọ thuộc về tâm. Thì nó thành 36 thọ. Mà 36 thọ đó, nó suy quán về quá khứ thì nó cũng chỉ có 36 thọ này. Và tương lai thì các thọ này nó cũng chỉ diễn tiến tối đa là 36 thọ đó. Như vậy thì nó trở thành 108 thọ, thì nó liên quan tới 108 ái. Nhưng mà cái điều đó chúng ta học thì xin thưa với quý vị rằng, tại vì sư không có muốn cái điều đó nên đây để nói cho quý vị biết rằng không phải là cái chuyện đó nó rất là thuộc lòng. Nhưng mà bây giờ phải chỉ ra xem là ái nó nằm ở đâu. Đó mới là cái quan trọng để diệt sanh tử này. Ái nó nằm sau cái khoảnh khắc thấy nghe người nếm đụng này. Chỉ cần ba sát na thôi là có ái rồi. Thấy, tiếp thâu và quan sát là đã có ái ở đó rồi. Thì chúng ta thấy nó nhanh đến một cái cấp độ mà không thể tưởng tượng được. Nên cái người nào đó nói rằng là ngồi thiền để mà diệt trừ những cái điều này, chúng tôi xin thưa với quý vị là không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Vì chúng ta chỉ có nghe diệu pháp và cái khoảnh khắc của như lý tác ý đó, nó nghe đúng cái chánh pháp, đúng cái pháp hiện khởi đó, thì có thể là với cái sự chi kiến chánh trực này nhận dần ra được nó từng khoảnh khắc một, một chút ít trong một kiếp sống. Người nào nói rằng là tu tập phương pháp này phương pháp kia mà để đắc đạo quả, thì xin thưa thế giới này không bao giờ còn con người, không bao giờ còn cái pháp duyên sanh, không bao giờ còn pháp sanh. Bởi vì ai ai cũng thấy khổ hết, ai ai cũng muốn giải thoát, nhưng mà chuyện đó không hề xảy ra. Nhớ, ái là nó muốn giải thoát, muốn đắc cái này, muốn có cái kia, nhưng mà trí tuệ là nó hiểu pháp gì đang hiện khởi thì nó mới thoát khỏi cái ái này. À, như vậy hằng ngày chúng ta thấy chúng ta không có ái cái gì cả, mà chỉ ái cái màu, cái mùi, cái vị, cái âm thanh, cái cảm giác đó thôi. Như vậy thế giới này chúng ta, nó có một cái đặc điểm, cái thế giới này của cái pháp vô vi, nó có một cái đặc điểm là gì? Nó có cái tướng nimitta của nó, nên là như cái thực tại nó diệt rồi, nhưng mà cái tướng của nó vẫn còn, cái sắc của nó vẫn diệt sau tâm tới 16 sát la. Nó nên là cái pháp giáo pháp Đức Phật dạy nó vô cùng thâm sâu. Nếu như mà chúng ta không có thực sự nghiên cứu một cách đúng đắn và nghe diệu pháp từ bậc hiền trí đúng đắn, và hằng ngày chúng ta không có nghe diệu pháp, thì không có một cái con đường nào để mà chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi cả. Và chúng ta biết là Đức Bồ Tát là Ngài chỉ cần tu tập trong nháy mắt thôi đã đắc được phi phi tưởng xứ. Đối với hai vị dạy Ngài là vô sở xứ và phi phi tưởng xứ rồi. Nhưng mà tại sao Ngài bỏ? Tại sao Ngài bỏ? Nếu mà nó có ích lợi thực sự cho con đường giải thoát của Ngài, thì không có cách nào Ngài lại bỏ hẳn nó đi. Và Ngài này trở về với cái sự mà như lý tác ý, với cái hơi thở lúc thủa ban sơ mà Ngài còn là Bồ Tát. Ngài ngồi một cách bình thản, nhẹ nhàng, Ngài không có chú tâm vào cái gì cả, và Ngài chỉ hay biết một cách nhẹ nhàng như vậy, và Ngài thấy được cái khoảnh khắc ly dục ly ác bát bất thiện pháp đó. Và Ngài thấy rằng đây mới chính là cái mấu chốt này. Đây mới chính là chánh định này. À, đây mới là chánh định. Đây mới có thể làm cho tuệ nó sanh khởi. À, thì cái điều đó chúng ta phải luôn luôn nắm thật chắc, thật vững vào. Và khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, thì Ngài chỉ xuyên suốt một cái hành trình, Ngài chỉ dạy về pháp là thực hiện giờ. Ngài chỉ dạy về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Ngài chỉ dạy cái con đường tứ thánh đế ở trên đó thôi. Còn cái chuyện mà thiền định, quý vị phải nhớ rằng Ngài biết cái căn cơ của những cái người do nhiều đời tích lũy, thì Ngài vẫn biểu là tùy theo duyên mà các con an trú vào trong đó. Nhưng mà luôn luôn phải nhớ rằng cái thấy là vô thường, cái được thấy là vô thường.
Như vậy chúng ta nhớ rằng cái trí tuệ và cái chánh niệm của tứ niệm xứ nó không hề liên quan gì đến bất cứ một cái thiền định nào. Vì sao vậy? Vì cái đối tượng của nó là thực tại hiện tiền. Tham là đối tượng của trí tuệ, sân là đối tượng của trí tuệ. Đối tượng của trí tuệ là gì? Là trí tuệ. Đối tượng của nó phải là thực tại để nó hiểu cái tính chất, cái bản chất của tham là vô thường, là khổ, là vô ngã chứ. Mà khi mà trí tuệ nó sanh lên ở đâu thì cái chánh định nó ở ngay đó. Bởi vì nó là pháp đồng sanh, nên nó không thể nào là cái định của thiền định lại đi chung với cái thiền tuệ. Như vậy là nó hai tâm thì nó không có đúng. Nó không bao giờ đúng được. Nên là chúng tôi đã nói với quý vị một điều rằng hãy nghe pháp cho thật là kỹ càng. Và tại sao chúng ta trí tuệ nó không phát sanh? Thì đó là cái lỗi của mình và cái lỗi của cái người hướng đạo giáo pháp của Đức Phật rất là lớn. Chúng ta phải để ý cái điều đó. Rồi tiếp theo, cái từ chát là 6, phải không? Từ tắc tinh là 30. Thì để giải thích là 36 cái ái đó, thì để cho nó rõ ha. Còn cái từ sota là sota, tức là sô tá đó. Sô tá. Sô tá nó còn gọi là cái lỗ tai, nhưng mà ở trong cái câu này nó còn gọi là gì? Là cái dòng chảy, dòng lưu chảy, cái bọc lưu, lưu chảy. Lưu chảy tức là gì? Lưu chảy trong cái nghĩa của Phật pháp là gì? Là nó tương tục. Khoảnh khắc này tham nó diệt đi rồi, nhưng mà khoảnh khắc sau là một cái tham mới, nhưng mà cái dòng tích lũy của nó, nó tích lũy, nó để lại cho cái tâm sau. Nên là hôm qua chúng ta nhìn thấy cái vẻ đẹp này, hôm nay chúng ta lại muốn được nhìn thấy nữa, và tham ái nó kích tích lũy dần lên như vậy. Nhưng mà nó tranh tích lũy từ dần lên là nó cứ qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua lếm, qua đụng mà không có như lý thắc ý mà thôi. Chứ không có gì khác hết. Vì chúng ta thấy rằng bây giờ tâm của chúng ta đó, mà ngồi nói chuyện với nhau, mà chúng ta ngồi nói chuyện, ai cũng ngồi nói chuyện, bàn chuyện ái, thì tâm của chúng ta dần dần nó ô nhiễm. Nó ô nhiễm. Như vậy tất cả nó đều qua thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hết. Chứ không có, ái nó không có từ đâu mà đến hết đấy. Nó ở ngay đây nè. Và hằng ngày cái ông chủ này, chúng ta phải phục vụ cho ông chủ này rất là nhiều. Bởi vì ông chủ này có cái hương vị rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Nhớ, cái hương vị rất là đặc biệt. Nó có hai cái loại hương vị: hương vị của cảnh và hương vị của cảm thọ. Tiếp theo nữa, cái từ mana passavana nó cũng là một cái hợp từ manapa. Manapa và sasavana nó là một cái nhóm từ mà trong câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều, là trôi theo, là thích ý. Tức là khi một chi mà chúng ta nghe ai đó rồi mà tâm của chúng ta thích ý theo, cuốn theo, lệ thuộc theo đó, phải không? Suy nghĩ thử đi. Suy nghĩ thử, suy nghĩ, chúng ta suy xét kỹ xem là nếu mà chánh niệm tỉnh giác đó, chúng ta nghe đúng pháp rồi thì chúng ta có cần phải ngồi hay làm một cái điều gì đó không? Hay là ngay khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này, nếu mà chúng ta đã nghe đúng rồi thì trí tuệ nó tự động nó phát sanh lên bởi cái duyên của nó. Không có phải làm cái gì hết. Nếu bạn làm một cái gì đó là ý niệm về ngã, bạn cố gắng một cái điều gì đó là một ý niệm về ngã. Bất cứ khi nào tâm thiện nó sanh khởi, chỉ bởi duyên của nó mà thiện tâm nó sanh khởi rồi, thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã có mặt ở đó rồi. Bởi vì nó đi chung một tâm mà, phải không? Nó đầy đủ hết rồi. Nên là chúng ta phải hiểu cái điều này. Cái từ manapa là cái danh từ gọi là thích ý hay là khả ái.
Từ sau a lá, căn của nó là căn số cộng với a lá, là một cái danh từ chúng ta, là việc trôi theo, sự trôi chảy, sự trôi chảy. Mà đúng ra mà nói là chúng ta dùng cái từ là ngã về, nghiêng về, bị cuốn đi, bị lệ thuộc về cái đó. Và hàng ngày thì rất là nhiều mà chúng ta thích nghiêng về những cái điều mà mình thích thôi, chứ mình không hiểu cái đó là cái gì. Thì thường là như vậy. Tiếp theo là cái từ phu sa, phu sa. Phu sa là một cái tính từ nam tánh, chủ cách, số nhiều, chỉ cho cái sự mạnh mẽ, mạnh mẽ. Và tiếp theo là cái câu nữa là qua ha, quá hâm tí, đút đít thinh, săn cắp pa, ra gá, nít xí ta. Qua ha, qua há là một cái tính từ nam tánh, chủ cách, số nhiều, là những dòng lưu chuyển. Những dòng lưu chuyển ở đây là gì? Là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Hay là những cái dòng ái. Quá hành tí, cái căn của nó là căn quá. Đó là cái động từ quá hát tí đó. Động từ ở đây chia theo ngôi thứ ba số nhiều, chia theo thể hiện tại, mà theo tha động thể tức là cuốn trôi, cuốn trôi, cuốn trôi. Và bây giờ chúng ta cũng đang cuốn trôi, kể cả chúng ta đang nghe pháp thì vẫn có những khoảnh khắc chúng ta bị cuốn trôi. Vẫn có những khoảnh khắc chúng ta bị cuốn trôi. Đút đít thinh, đú cộng với đít thí, là một cái nhóm từ lữ tắm hay là hợp từ. Ở kệ này chia theo đối cách là kẻ có quan điểm sai quấy, kẻ có quan điểm sai quấy. Tiếp đồng ngữ đú là xấu ác, đít thí là chỉ cho chi kiến hay là cái nhìn. Cái nhìn ở đây không phải là cái thấy đâu ha, mà cái nhìn ở đây tức là nói về cái quan điểm của tâm. Sankappa, sankappa là một cái danh từ nam tánh, chia theo chủ cách số nhiều là những suy tầm, các luồng tư duy. Raga Nisita, Raga cộng với Nisita là một cái nhóm từ nam tánh, chia theo chủ cách số nhiều là lệ thuộc vào tham ái, lệ thuộc vào tham ái. Như vậy thì chúng ta thấy là ông chủ tham đó có một cái mãnh lực mà vô cùng khủng khiếp, và không có một ai có thể làm cho ông chủ này bị hủy diệt đâu, ngoại trừ trí tuệ của tứ thánh đế, của tứ niệm xứ mà thôi. Nhưng mà tứ trí tuệ của tứ niệm xứ và tứ thánh đế, chánh niệm tỉnh giác ở đó cực kỳ khó vào, và chúng ta luôn luôn lầm tưởng rằng mình có chánh niệm và trí tuệ. Không phải, đó chỉ là cái ngôn từ. Nếu như mà chúng ta chưa hiểu được pháp trong đời sống này, chúng ta chưa hiểu được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, không phải đàn ông, đàn bà, không phải chó, không phải mèo, không phải cái này, cái kia. Chúng ta chưa hiểu được cái tâm thấy, và cái tâm thấy nó chỉ thấy một cái đối tượng thị giác nào in dấu vào đó, rất là riêng biệt, chứ không phải là một cái tổng thể đâu. Vậy khi mà chúng ta thấy rõ được pháp, chúng ta thấy rõ được âm thanh và cái nghe. Âm thanh là khác biệt và cái nghe là khác biệt.
và có cái âm thanh từ ngoài vào, mà có cái âm thanh nó từ trong ra. Cái âm thanh đó được gọi là âm thanh mà do tâm nó sanh, do khẩu biểu chi, do tầm. Thì có những cái âm thanh do tứ đại bên ngoài. Vậy khi mà chúng ta hiểu được suốt cả ngày chỉ có các pháp sanh khởi mà mình hoàn toàn không hiểu biết gì cả, và chúng ta cứ nghĩ rằng đi đến đâu đó để tìm pháp, để mà tu tập, để mà giác ngộ. Nhưng mà có khoảnh khắc nào trong đời sống này không phải là pháp đâu. Không có. Không có chuyện đó. Chỉ có pháp đang sanh và diệt thôi. Dầu là bất cứ ai, bất cứ môi trường nào, cũng chỉ có cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái nếm, cái được nếm, cái xúc chạm và cái được xúc chạm, và những cái suy nghĩ, suy tầm, suy tư, tính toán, kế hoạch cũng chỉ ở trên những cái thứ này thôi. Dầu nó diễn biến đến cách nào, nó có trở thành, nó có làm phi thuyền, máy bay phản lực hay là bom đạn, hay là đất đá trôi, lũ lụt này kia, tất cả thì nó đều chỉ có hiện khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và tất cả những thứ đó cũng chỉ là hình thức của đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Không có cái gì thêm được nữa cả. Và hàng ngày chúng ta bị cuốn trôi. Cuốn trôi bởi cái gì? Đó, chúng ta bởi cuốn trôi bởi những cái sắc vô tri vô giác, bởi những cái âm thanh lưu lạc. Nó hiện khởi rồi nó biến mất. Và tham ái thì nó không như chúng ta tưởng. Đêm chúng ta ngủ mà nó còn tham nữa mà. Nó còn mơ, nó còn muốn được cái này cái kia nữa. Chứ đâu có phải là bình thường là chúng ta tham ái nó có cả ở trong mơ nữa. Chúng ta thử suy xét thử coi có phải là dòng lũ không? À, dòng lũ, đó chính là dòng lũ. Và tiếp theo cái từ nữa là cái từ raga nisita. Raga cộng với nisita là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách số nhiều, là lệ thuộc vào tham ái. Raga, raga, cái căn của nó là căn ranh, là một cái danh từ nam tánh chỉ cho tham ái. Hay từ tanh ha thì nó cũng chỉ cho tham ái. Như vậy nó có rất nhiều cái từ để chỉ cho tham ái, tùy theo tùy theo. Nisita, ní cộng với căn xí, nó là nisati, nhưng mà ở đây chia theo quá khứ phân từ nên là nói thành nisita. Nisita là đã dính mắt. Tiếp động ngữ ní là xuống, căn xí là xê tí, là dựa vào, tựa vào. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng hàng ngày chúng ta vô cùng dính mắt với con mắt, tai, mũi, lưỡi, mặc dầu đó là vô tri vô giác, nhớ nha. Nên là con mắt này là ngôi nhà trống, nhà hoang từ muôn thuở. Con mắt này nó cũng không thấy ai, và cái màu sắc nó cũng không thấy ai. Như vậy chúng ta thấy để có được một cái thấy, nó phải có rất nhiều duyên cho nó sanh khởi. Như vậy mà chúng ta đòi rằng chúng ta ngồi, chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta không nghe diệu pháp một cách đúng đắn từ lời Đức Phật dạy, làm cách nào chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi? Không bao giờ mà ra khỏi sanh tử luân hồi được. Chúng ta có ngồi đến hàng vạn năm nữa thì trí tuệ cũng không sanh khởi, bởi vì nó không đúng cái duyên của nó nên nó không có sanh. Cái pháp nào nó sanh khởi, nó phải đủ duyên cho nó. Nó phải đủ duyên cho nó. Nếu mà chúng ta không nghe, không hiểu về thực tại hiện giờ thì không có một cái con đường, một cái cơ sở nào để cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi hết. Và tại sao nó ra khỏi sanh tử luân hồi? Ai ra khỏi sanh tử luân hồi? Không có ai. Thì chính vì vậy chỉ có trí tuệ thôi.
ra khỏi sanh tử luân hồi cũng là một pháp, chứ không phải có con người nào ở đây cả. Không có ai tạo ra được cái gì cả. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là bậc thinh văn là cái gì, là chúng ta biết rồi chứ gì. À, ở đây thì chúng ta cần phải biết. Và nếu mà chúng ta nghe pháp, như vậy thì chúng ta thấy ở đạo tất cả mọi nơi người ta có thể đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái chuyện đó rất là bình thường. Bởi vì cái pháp đó nó vẫn thuộc về thế gian. Nhưng mà để giác ngộ lý tứ thánh đế thì không có chuyện đó xảy ra. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trí tuệ về tứ niệm xứ ở đâu thì chánh định của bát chánh đạo ở đó. Nếu như mà trí tuệ của tứ niệm xứ không sanh khởi thì không bao giờ có chánh định của bát chánh đạo. Điều đó là không hề có. Chúng ta cần phải hết sức lưu ý cái điều đó. Như vậy thì cái pháp học, chúng ta học về cái gì nó là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta học sai, không bao giờ nó làm duyên cho pháp hành. Mà pháp hành không phải là thực hành đâu, mà chính là trí tuệ nó được nghe, được hiểu và nó xuyên thấu vào bản chất pháp khi chúng sanh khởi. Đó là pháp hành của nó. Và khi pháp thành tức là nó đã chứng nhận được tam tướng vô thường khổ vô ngã của nó và thấy được sự tịch diệt của Niết Bàn. Như vậy chúng ta không có đi đâu ngoài, chúng ta phải học hiểu dần, nghe dần để tâm của chúng ta tỉnh giác với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm các cái cảm thọ, màu, mùi, vị, dưỡng chất, âm thanh, hôn trầm, thụy miên, tham, sân, si, tật, đố, ganh, tị, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Khi mà chúng ta thấy những cái người bão lục miền trung, tâm của chúng như thế nào, chúng ta sầu muộn hay là chúng ta từ bi hay là tham ái, cả mọi pháp đó đều xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi của thân của chúng ta. Tâm từ không phải là chúng ta ngồi ở đó mà có tâm từ. Không có trí tuệ là không có tâm từ. Người có trí tuệ là có tâm từ. Cách đối nhân xử thế đối với tất cả mọi người đều có sự bình đẳng. Khi chúng ta thấy pháp thì chúng ta sẽ mới thấy được cái là khi, nhưng mà chúng ta học hiểu đúng rồi đó thì cuộc sống của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Chúng ta không có ước muốn và không có mong cầu thực hành cái gì cả. Chúng ta chỉ nghe pháp và khéo tác ý. Đây là mắt, đây là đối tượng thị giác, đây là cái thấy. Và chúng ta hiểu được, đây là cái nghe. Thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta biết, ồ, cái thấy nó phải diệt thì cái nghe nó mới sanh khởi. Không bao giờ cái thấy sanh khởi cùng với cái nghe được cả. Như vậy thì chúng ta thấy, ô sao vừa thấy đây mà nghe nó nhanh như vậy. Thì lúc dần dần chánh niệm và trí tuệ nó đã tiệm cận vào hai khoảnh khắc rất là gần nhau này để thấy được sự vô thường của nó. Chứ không phải là vô thường là cái gì đó. Nếu mà cái thấy không vô thường thời không có cái nghe sanh khởi. Cái thấy không vô thường thời không có tham sanh khởi. Mà cái tham không vô thường thì không thể có thể hay trí tuệ sanh khởi được. Điều đó không có xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là luôn luôn bắt đầu về khoảnh khắc này. Chúng ta nghe pháp là chúng ta phải có cái sự can đảm và chúng ta luôn luôn là phải học và nghe pháp và nghe đi nghe lại bền bỉ cho đến vô lượng lần để chúng ta chứng nhận được cái khoảnh khắc này. Như chúng đang là, chúng ta bỏ tất cả mọi thứ chỉ để chứng nhận cái khoảnh khắc này thôi, thì chỉ có duy nhất cái chỗ này là cái chỗ mà giải thoát sanh tử thôi. Như vậy thì chúng ta phải học pháp rất là khéo. Nhớ đi. Bây giờ thì chúng con đọc cái bài kệ này. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn người đến tà kiến. Đó, phải không? Chúng ta thấy nếu mà không có ái thì không bao giờ có tà kiến. Không có ái thì không có tà kiến. Tà kiến là cái gì? Là chúng ta hiểu sai.
Hiểu sai về cái gì? Hiểu sai về cái thấy, cho rằng tôi thấy mà không biết được cái tâm thấy. Và cái tâm thấy này, chúng ta không biết được tâm thấy này là cái duyên gì sanh. Nếu mà không có nhãn căn, không có đối tượng thị giác, không có nghiệp tương ứng, thì cái tâm thấy với cái đối tượng thị giác nó không có mặt. Như vậy mỗi người thấy một cách khác nhau, cảnh khác nhau, nhưng mà thấy vẫn chỉ là quả của nghiệp, vẫn là một quả của nghiệp. Như vậy quả của nghiệp nó cực kỳ ngắn ngủi, chứ chúng ta không có phải là quả là một cái gì đó nó kéo dài. Chỉ có cái động lực nó mới kéo dài bảy sắc la thôi, còn cái quả nó chỉ có một sắc la thôi, cái thấy chỉ có một sắc la. Để cho chúng ta thấy được rằng là pháp nó sâu kín vào, nó khó đến mức độ như nào. Vậy thì chúng ta đủ nghe đủ diệu pháp và phải đầy đủ ba la mật. Vậy không có ai có thể làm được một cái điều gì đó ở trên đời này để mà giác ngộ được cả. Mọi pháp đều tùy thuận vào duyên của chúng. Quý vị chờ. Như vậy chúng ta thấy tại vì sao nó khó như vậy, nên là Phật pháp đó, người ta sanh ra nhiều tông phái, nhiều cái này cái kia, để người ta du ngủ chúng sanh. Và từ đó cái con đường trí tuệ Đức Phật để lại cho chúng ta một cái kho báu đó, dần dần nó bị biến mất. Và nó biến mất trong nay mai thôi, thưa quý vị. Vì trí tuệ nó không được bồi đắp một cách đúng duyên của nó, nên là giới hạnh nó bị hủy diệt, đạo đức nó bị hủy diệt. Từ đó tham, sân, si nó có mặt vậy thôi. Nên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ về điều đó. Và cái câu kệ này thì chúng ta biết rằng nó có Đức Phật thuyết khi mà Ngài thuyết từ cái câu số 38 cho tới 43, tức là 5 câu kệ, để nói lên cho các hội chúng đó. Như cây bị chặt đốn, rễ chưa hạ vẫn bền, sẽ được mọc lên lại. Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. 36 dòng ái còn đẩy mạnh người này đến cảnh giới ái lạc. Các tư tưởng ái dục như dòng nước cuốn trôi, người có cát, người có ác tà kiến, dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn. Thấy dây leo vừa xanh, với tuệ hãy đoạn gốc. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu hạnh phúc, chúng vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và lăn nóc, như thỏ bị sa lưới, bị kiết sử trói buộc, chúng sanh chịu khổ đau tiếp tục và lâu dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và lăn nóc, như thỏ bị sa lưới. Do vậy vị tỳ kheo lên nhiếp phục ái dục, tự ly tham vô cấu. Khi mà chúng ta học giáo pháp Đức Phật, cái điều khó nhất là chúng ta khó bỏ đi những cái tư tưởng chấp thủ của mình đó.
Nên là cái tà kiến đó là một cái pháp rất là tai hại. Và những cái câu kệ này, cái tích truyện đó thì đề cập đến một cái con heo lát tơ. Và một hôm thì Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha để trì bình, thì Ngài nhìn thấy một cái con heo lá. Thì Ngài mỉm cười để bước sang vệ đường, thì trưởng lão Ananda trông thấy Đức Thế Tôn mỉm cười, niệm bạch hỏi rằng: tại sao mà Đức Thế Tôn đi ở đằng trước mà Ngài mỉm cười, mà Đại Đức Ananda đi ở đằng sau mà Đại Đức Ananda lại biết Thế Tôn cười? Vì Ngài có hai cái hàm răng nhọn, và khi Ngài cười đó thì nó túa cái hào quang. Cái hào quang nó sáng. Do vậy mà Đức Ananda đi gần Đức Thế Tôn nên là Ngài thấy được Đức Thế Tôn cười. Thì trưởng lão Ananda trông thấy Đức Thế Tôn thì mỉm cười, thì Ngài biết rằng cái điều gì đặc biệt lắm á, thì Đức Thế Tôn mới mỉm cười thôi. Thì bạch Thế Tôn, do cái nhân duyên gì để Ngài lại mỉm cười? Này Ananda, ngươi có trông thấy cái con heo lái tơ ấy chăng? Thưa vâng bạch Thế Tôn, này Ananda, con heo lái tơ ấy thuở quá khứ là con gà mái ở gần Vô Trai Đường, trong thời Đức Phật Các Cú Sanh Thá, giáo pháp của Ngài được thuyết trong cái thế gian, thì cái con gà mái đó được nghe vị tỳ khu trì tụng về thiền quán. Nó nghe kinh với ấn tượng. Đây là pháp bảo. Nhưng mà nói cái từ đó thì ấn tượng, đây là pháp bảo, thì cái này quý vị thì nghe sư thì trong cái giảng pháp thì mình đọc cái pháp này lên thôi. Nhờ cái hạnh nghiệp đó mà sau khi mệnh chung thì con gà mái được sanh làm công chúa tên là Upari. Một hôm thì làng công chúa Upari đi vào nhà cầu thì nhìn thấy những cái con giòi trong cái hầm cầu. Thì Ngài quán tưởng về thể trược và chứng đắc được sơ thiền. Thì cái kiếp đó sau khi hết cái tuổi thọ thì nàng sanh về phạm thiên giới. Từ phạm thiên giới tái sanh về nhân giới. Và do tư vị, tức là tư vị bị thương, tư vị bị ghét, tư vị bị dốt lát á, nên nàng phải sanh làm cái con heo nái tơ. Do vậy ta mới mỉm cười. Thì trưởng lão Ananda cùng cái hội chúng tỳ khu của Ngài nghe câu chuyện như thế thì tâm kinh cảm vô cùng và chán nản thế gian bẩn chật này. Và bậc đạo sư khiến cho chư tỳ khu phát sanh lên cái sự động tâm, rồi từ nơi vệ đường Ngài thuyết lên cái bài kệ này. Đó là bài kệ mà chúng con đọc đến Chư Tăng và tất cả quý vị. Cuộc sống này chỉ có người ngu mới tham đắm, người trí thì không tham đắm nữa rồi. Vì sao vậy? Vì cái mà tốt đẹp nhất, bảo thủ nhất trên đời này là một cái đống thịt thúi. Là cái thứ mà ái dục và vô minh chúng tạo ra từ trong cái thai bào
đã dơ bẩn, đã ô uế rồi. Và ra đời chúng phải năn nỉ đi kiếm chút tứ đại này, chút tức tứ đại kia, để nuôi cái thân mũ máu, hôi tanh và đầy bẩn thỉu, đầy hệ lụy. Và cả một đời chúng không có trả lời, trả vốn gì cả. Rồi chúng mang bao nhiêu thứ bệnh, chúng cứ âm thầm tan hoại, chúng là vô tri vô giác. Người ngu thì bám vào đó, vô minh chúng bám vào, tham ái chúng bám vào, và cho mình là giỏi, là hay, là tài ba. Đó chỉ là những cái khoảnh khắc của ngã mạn, của tham, của tà kiến. Hàng ngày chúng ta thử suy xét kỹ lại, đã bao nhiêu cái được thấy trôi qua trong một ngày, đã bao nhiêu màu sắc, đã bao nhiêu là âm thanh, đã bao nhiêu mùi, vị. Ngày mai chúng ta thức dậy cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta có đi tìm cái gì đi chăng nữa cũng chỉ tìm một cái màu. Nhưng mà màu thì nó không hiện khởi bởi cái tìm, mà nó hiện khởi bởi nhân và quả của chúng. Tức là phải có cái thấy hiện khởi thì mới thấy màu đó được. Để cái thấy không thể nào mà chúng ta chọn lựa được cái màu đẹp được, mà phải là cái tâm quả thiện của nó thì nó mới ứng khởi, nó mới hiện ra như vậy được. Nếu là quả bất thiện thì cái tâm thấy là một cái quả bất thiện thì không thể nào có được cái màu ưng ý cả. Nhưng mà cả quả thiện đến quả bất thiện thì chúng cũng chỉ kinh nghiệm cái màu tốt hơn hay màu xấu hơn. Cái màu ở trong địa ngục thì nó xấu hơn cái màu ở ngạ quỷ. Cái màu ở ngạ quỷ thì nó xấu hơn ở cái màu của súc sanh. Màu của súc sanh thì nó xấu hơn là cái màu của loài người, vân vân. Nhưng màu chỉ là màu thôi. Âm thanh cũng vậy. Không có ai chọn lựa được âm thanh. Không có ai nghe, không có ai biểu rằng mình không được, mình không được nghe cái điều này điều kia. Không thể được. Mà không phải âm thanh nào chúng ta cũng được nghe, mà chỉ có nhĩ thức nó nghe cái âm thanh nào thì cái âm thanh đó là cái đối tượng của chúng mà thôi. Và cái âm thanh nào đó làm duyên cho tham ái thì chỉ có cái âm thanh đó thôi. Chúng ta mong cầu gì một kiếp sống nữa? Có ngày nào không là kiếp sống? Có khoảnh khắc nào không là một kiếp sống đâu? Ngày nào, khoảnh khắc nào mà chúng ta chả sanh, chả tử? Đâu có phải chúng ta đợi đến cái chết sanh khởi thì chúng ta mới chết đâu. Khoảnh khắc nào cũng có cái chết ở đó rồi. Cái nghe vừa mới nghe xong, chúng đã diệt tận rồi, chúng không còn sanh lại ở đâu nữa cả, trong suốt vòng sanh tử luân hồi. Vậy thì bạn
Tìm về quá khứ là tìm về cái gì? Và trong tương lai thì nó đủ duyên cho cái âm thanh nào thì cái nghe, nó nghe âm thanh đó mà thôi. Không ai chọn lựa được cái âm thanh. Vậy thì không chọn lựa được âm thanh, vậy thì tại sao chúng ta lại chọn lựa được phương pháp để hành thiền, để giác ngộ? Trí tuệ chúng cũng có duyên của chúng. Hễ mà có duyên đủ cho chúng thì chúng sanh khởi. Còn không phải duyên của chúng thì chúng không bao giờ sanh khởi. Dầu kẻ đó có ước muốn, dầu kẻ đó có than khóc, dầu kẻ đó có làm cách nào thì trí tuệ cũng không bao giờ sanh khởi. Vì không có duyên cho chúng thì chúng không thể sanh khởi. Tham cũng vậy. Bất cứ pháp nào không có duyên thì chúng không có thể nào sanh khởi được cả. Nhưng rồi thì cuộc sống này cũng chỉ là một cuộc sống, thực sự chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Cái thấy vừa sanh đã diệt mất, nhường chỗ cho một pháp khác. Tâm tiếp thâu vừa sanh lại phải diệt đi để nhường cho một tâm quan sát. Tâm quan sát cũng phải diệt đi để cho tâm đoán định sanh khởi. Tâm đoán định cũng phải diệt đi để cho tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, hay là thiện, hay là chánh niệm, tỉnh giác sanh khởi. Không có ai có thể ngăn cản được người hiểu biết giáo pháp Đức Phật hằng ngày nói về lý vô ngã, nhưng mà toàn hướng cho những cái người nghe của mình đi theo cái phương pháp của mình, đi theo cái con đường luân hồi kiếp này kiếp sau. Tôi sẽ như thế này, tôi như thế kia, tôi sẽ nguyện thành như thế này, tôi sẽ nguyện thành ông này bà kia. Đó là sự tai hại mà chúng ta đã giết chết cái lời dạy của Đức Phật để làm sanh khởi trí tuệ ở khoảnh khắc này. Ngày mai không là kiếp sau nữa. Khoảnh khắc sau không nào kiếp sau. Hôm nay là kiếp sau của ngày mai. Cái dòng tương tục nó luôn luôn tiếp nối. Ngày nào mà chúng ta không nhận được, không hiểu được những cái thực tại trong đời sống thì làm sao chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật được? Cái thấy nó không có ở trong kinh điển đâu, không bao giờ có ở đó. Cái thấy nó sanh khởi ở mắt cơ mà, ở nhãn căn cơ mà. Cái nghe nó sanh khởi ở tai mà. Cái mà chúng ta đặt đó chỉ là ngôn từ, là những cái từ, cái vần ghép lại thôi. Hằng ngày chúng ta không hiểu được rằng chúng ta tham ái với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý với cái màu, mùi, vị, dưỡng chất này nó kinh khủng đến mức độ như thế nào. Và chúng ta lại phớt lờ đó đi, chúng ta lại đi tìm một cái gì đó để
để trốn tránh nó. Nhưng mà có cái gì ngoài nó sanh khởi đâu, không có. Chúng ta có trốn cách nào đi chăng nữa thì cuộc sống này vẫn là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Chúng ta không thể nào kinh nghiệm ngoài những cái thứ này được, vì thế giới này không có gì nữa rồi. Luân hồi là gì? Luân hồi không phải là chúng ta có thêm cái gì đó đâu. Luân hồi là một cái thấy tiếp theo của quả của nghiệp thiện hay bất thiện lại sanh khởi, của cái nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm. Và cái mà được kinh nghiệm đó vẫn là màu, là mùi, là vị, là dưỡng chất, là cứng, là mềm của những cái tứ đại này, của tứ đại khác. Và tham ái dính mắc cũng chỉ tham ái dính mắc trên đó thôi. Hiểu biết trí tuệ cũng chỉ hiểu ở trên đó thôi. Tại sao mà đã nói kiếp sau nó không có gì, thì nếu mà chúng ta giải quyết cái vấn đề của thực tại thì tâm của chúng ta vô cùng nhẹ nhàng. Mặc dầu chúng ta chưa giải thoát, nhưng mà chúng ta biết được cái con đường này, trí tuệ nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày, và chúng ta đi xuyên qua dòng sanh tử. Mặc dầu thế gian này chìm trong ái, có phải là sau cái thấy ái sanh khởi rất nhiều không? Sau cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, và chúng ta thường suy nghĩ về cái gì nhất? Dục tầm, rồi mới đến sân tầm, rồi mới đến hại tầm. Dục tầm là chúng ta mong muốn có được các cái dục lạc. Khi nào mà chúng ta không thất bại ở trong đó thì chúng ta mới phát sanh lên sân tầm. Và khi nào mà chúng ta nghĩ rằng nó đã cướp đoạt những cái dục này của tôi thì mới nghĩ đến hại tầm.